trộn vừa vui xài mà hoa đậu biếc nha. Nay thì tạm luôn, vấn đề là hàng làm dưới xưởng không à. Nay bắt đầu làm đây luôn cho các bạn xem, đây là màu hoa đậu biếc nha. Rồi giới thiệu các bạn mấy màu này luôn nào. Đây màu tím lá cẩm nè, màu vàng hà chi tử nè, màu xanh lá dứa nha, màu trắng nguyên thủy và màu hồng củ dền. Đây dạng viên mình làm nãy giờ luôn á, giờ cái đầu còn màu này nữa là xong. Quan trọng là mình có kinh nghiệm thôi. Để cho các bạn xem cách mình trộn cái sợi luôn. Rồi mình sẽ cho ra cái mâm. Là đúng là ngũ sắc luôn nha các bạn. Cái này là làm chúng ta không thể nào đeo bao tay được, đeo bao tay chúng ta không có làm đều, cái nào nó không có lên đều được. Đấy rồi mình sẽ thêm viên cho nó dung dung xíu, cho nó đẹp xíu, cho nhìn nó thấy hơn chút. Các bạn nói là chị ơi sao màu nó bị lem, cái đó là đặc trưng của màu rau củ quả, nó rất dễ bị lem với nhau. Nhớ màu trắng để chung màu hay màu chi tử là nó có sẽ bị lem chứ chưa. Thank you.